Trong phần 2 này chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời cho một vài thư của quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình An sinh xã hội và bạn. Xin được gửi lời chào đến cô anh chị Hồ Quang cho phần 2 của chương trình. Rồi. Vị khán giả này đang cư ngụ tại Austin, Texas thưa cô. Và vị khán giả này năm nay 68 tuổi. Bà xã của tôi năm nay 65 tuổi. Ông đã hưởng tiền hưu khoảng 1.500 đồng một tháng trước khi trừ tiền Medicare Part B và Part D. Bà xã tôi được khoảng 907 đồng trước khi trừ Medicare Part B và Part D. Câu hỏi là khi nào thì bà xã tôi và tôi được hưởng một phần tiền hưu của nhau cộng với tiền hưu của chính mình? Có phải là một trong hai người mất đi thì người còn lại mới được apply và điều kiện là phải có giấy tờ gì? Hầu hết những người Việt Nam khi định cư ở Hoa Kỳ đều không có giấy hôn thú. Xin cảm ơn bà. Sao mà đầu sôi đọc cái thơ chi nghe buồn dữ vậy? Kính thưa quý vị khán giả, trong cái chương trình hưu bổng an sinh xã hội, nếu mà cái người làm việc nhiều hơn đó lãnh được một số tiền, và người hôn phối nếu cái khi mà mình đã tới tuổi hưu toàn phần, cái số tiền hưu của cái người làm ít lương hơn đó mà ít hơn cái 50% của người kia thì sẽ được hưởng cái phần sai biệt. Tôi lấy thí dụ, ông A lãnh được 1.500, bà vợ bà A lãnh được có 500 đồng. Thì cái phân nửa của 1.500 là 750, thì bà vợ sẽ ưu tiên được lãnh cái 500 của mình. Cái 500 của mình nó lại ít hơn cái 750, do đó cơ quan an sinh xã hội sẽ phát cái phần sai biệt là 250 cho bà vợ, cho đủ tới cái mức 750. Thì cái quý vị sẽ nhận được một cái check 750 thôi, nhưng mà thật sự trong hồ sơ là 500 là đi từ cái hồ sơ làm việc của người vợ, và 250 là cái phần ăn theo. Trong trường hợp cụ thể của ông được 1.500, bà được 900 hơn. Cái 900 hơn của bà nó lại cao hơn cái 50% của ông. Do đó, hưu của ông lãnh, hưu của bà lãnh, không có ai lãnh theo ai hết. Đó là trường hợp của cái quyền lợi của người hôn phối khi cả hai còn tại được. Nếu không may một trong hai người quy tiên, mà Duy Khang có học được của tôi cái từ là lên đầu tủ ngồi đó, thì cái người còn lại nếu lương hưu ít sẽ được lãnh thêm. Nếu mà muốn mà giả từ cõi tạm này mà đi đó, thì nó đi, ông đi trước đi, ông đừng để bà đi, tại vì ông lãnh 1.500. Thì khi mà ông đi đó thì cái số tiền của bà sẽ được tăng, được hưởng trên hồ sơ của ông là 100%. Có nghĩa là bà đang nhận 907 đồng, thì bà sẽ nhận được 100% của ông, có nghĩa là 1.000 đồng nữa. Ông được lãnh 1.500. Ông đang lãnh già thì cộng thêm 1.500. Cộng thêm làm sao cho tới 1.500. Dạ. Okay. Có nghĩa là cộng làm sao cho tới 1.500, có nghĩa là mình phải lấy 1.500 trừ lại cái 907 của bà. Đúng rồi, đúng rồi. Còn nếu mà ông chọc bà giận đó, rồi bà đi trước đó, thì quề. Tại vì cái số tiền của bà ít hơn của ông. Thành ra ông chỉ lãnh được cái gọi là lump sum death benefit, là một cái chi phiếu một lần để cho ông lo tang ma cho bà. Cái số tiền một lần đó là 255 đô la. Quý vị đang theo dõi chương trình bây giờ có thể đang thắc mắc, nghe nói là 255 để lo hậu sự, 255 đâu có đủ vô đâu đâu, đủ con cái bó hoa để trên quan tài thôi. Kính thưa quý vị, cái sắc luật an sinh xã hội được ký vào năm 1935. Thời đó, cái lump sum death benefit với cái giá 255, chúng ta làm được nhiều việc lắm. Chúng tôi cũng biết rằng với tất cả những cái mức lạm phát, những con số thay đổi, thì cái con số 255 này rất rất là khiêm nhường. Và Chơi Khang cũng hỏi tiếp là trong trường hợp nếu như một trong hai người mất đi, ví dụ như trong trường hợp hiện giờ ông lương đang cao, lương hưu đang cao mà bà lương hưu thấp đi, ví dụ trong trường hợp là ông
quy tiền sớm hơn. Ông quy tiền, ông đi trước thì bà được hưởng. Bà được hưởng. Mà nếu mà bà đi trước thì ông tiếp không tục hưởng gì hả? Ông vẫn tiếp tục hưởng cái ngàn rưỡi của ông thôi. Và có một cái trường hợp nữa thì Dư Khang có để ý, đây là hiện cư ngụ tại Austin, Texas. Thì theo cái luật của tiểu bang Texas, nếu như hai người mà ở với nhau với một cái thời gian dài như vậy và cho hàng xóm bạn bè biết. Ở trường hợp của vị khán giả này là ông bà có chính thức kết hôn với nhau nhưng mà có thể làm lạc cái giá thú của mình, thì ông bà có thể gửi về, nhớ là ngày xưa ta kết hôn ở đâu, thì bây giờ ta về cái làng, cái xã đó, thì mình có thể truy lục lại mảnh giá thú. Còn nếu mà thấy nó khó khăn quá thì như tôi thưa đó, ông bà cũng đã có tất cả những cái chứng từ để xác minh được cái việc ông bà đã là vợ chồng. Và trong hồ sơ của ông bà, khi mà ông khai ông về hưu, mặc dù bà không được hưởng một phần trên cái hồ sơ hưu hiện nay của ông vì cái số tiền của bà cao, thì cũng có kê khai bà là người hôn phối của ông, và ngược lại trên cái hồ sơ hưu của bà cũng có khai ông là chồng của bà. Dạ vâng, cảm ơn phần giải đáp của cô Angel Hồ Quang. Xin được gửi đến cho quý vị khán giả một cái câu hỏi khác mà Dư Khang sẽ gửi đến cô Angel Hồ Quang sau đây. Đầu thư chúc chị Angie khỏe mạnh, đẹp, vui vẻ, để cộng đồng Việt Nam có người để giải bài những vấn đề thường ngày muốn hỏi, giúp đỡ cho mọi người còn hiện hữu trên trái đất này, vân vân. Tôi tên là Dư Khang không nói tên, 56 tuổi. Xin chị Angie Hồ Quang cho biết là chính xác tuổi để ăn tiền hưu non và hưu chính thức của một quả phụ là bao nhiêu tuổi? Lúc tôi nghe bên tai là 60 hưu non, hưu chính thức là 64 tuổi cho một quả phụ ăn theo chồng đã mất. Rồi chồng tôi qua Mỹ được hơn 20 năm và đi làm có đóng thuế hơn 15 năm vì mất ông bị bệnh ung thư. Hai con tôi đều đã trên 18 tuổi. Mong cô Angie Hồ Quang giải đáp giùm. Luật của hôn phối, người hôn phối đó, qua chương trình tồn sinh Survivor's Benefit, cái tuổi mà nếu mình là cái người sức khỏe bình thường đó thì cái tuổi sớm nhất là 60. Còn nếu mà ông chồng còn sống đó, mà mình cũng còn sống, thì mình cũng phải đợi tới 62 mình mới bắt đầu được xin cái hưu trên hồ sơ của ông chồng. Còn nếu mà ông chồng qua đời thì mình xin ở được cái tuổi 60. Thêm chuyện nữa nhé, phải độc thân à nha. Hoặc là cái người mà bị bệnh tật, có thể là bị tâm thần, bị thể chất, bệnh tật, thì có quyền xin từ cái tuổi 50 tới tuổi 59 độc thân. Nếu là một cái người vợ trẻ, có con còn nhỏ dưới 16 tuổi, còn phải nuôi dạy con của cái người cha đã qua đời hay người mẹ đã qua đời, thì người này bất luận tuổi tác có quyền hưởng ngay cái số tiền tồn sinh trên hồ sơ của người hôn phối đã qua đời, cho tới khi đứa con mà nhỏ nhất của mình đạt tới tuổi 16. Xin lưu ý là cho dù ở tuổi nào, ráng phải giữ cái tình trạng gia cảnh của mình là người độc thân. Khi mà bà đợi đến được cái tuổi hưu toàn phần, bà năm nay 56 tuổi, 56 tuổi là sinh năm 1960 phải không? 60, thì cái tuổi hưu toàn phần của là 67. Đợi đến 67 bà sẽ lãnh 100% cái số tiền hưu của người chồng đã qua vãng. Thì có những trường hợp như thế này, có những vị cũng có đi làm, thì những người vị đó có sự chọn lựa là ta cứ lãnh tiền hưu, tiền tồn sinh á, dưới cái hồ sơ của người thân đã qua đời ở cái tuổi 60, rồi mình để dành cái số tiền hưu của mình có đi làm đó tới tuổi 70 thì mình chuyển qua. Như chúng ta cùng trao đổi với nhau nhiều lần là cái tiền hưu của mình mà để dành càng lâu thì tăng tiền nó càng cao, số tiền nó càng cao. Nhưng mà xin lưu ý, nếu mà quý vị về hưu trước cái số tuổi hưu toàn phần của mình đó, thì mình lãnh được cái số hưu tồn sinh, nhưng mà mình sẽ bị, nếu mình còn đi làm thì sẽ có cái giới hạn về lương bổng. Cái giới hạn ở đây là không được làm quá 1.320 đồng một tháng. Thì cái điều này cũng nên cẩn trọng. Nếu mình được tuổi 60, đủ điều kiện, vừa 60 vừa độc thân, đủ điều kiện để hưởng cái hồ sơ này, nhưng mà rồi mình còn đi làm, cái lương của mình 30-40 ngàn, thì không nên
nộp đơn xin. Tại vì khi quý vị nộp đơn xin đó, cứ mỗi 2 đô la mình làm quá cái mức chính phủ cho phép, người ta lại trừ 1 đồng trên cái chi phiếu này, thì tóm lại nó không có lợi ích gì hết. Dạ vâng, cảm ơn cô. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yêu thích và theo dõi những chương trình an sinh xã hội do cô NG Hồ Quang phụ trách. Xin gửi lời chào đến cô NG Hồ Quang. Dạ, cảm ơn Duy Kha. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn trong lần phát hình kỳ tới.